diều đại bàng nha các bạn. Mới làm xong nha. Còn lên mới rồi đó. Bây giờ mình đi test thử nha. Ừ. Ngăn lèo không? Ngăn lèo hả? Tôi lèo lên miếng đi. Quá đẹp các bạn ơi. Hơi ngăn lèo một xíu. Để mình xuống mình đưa lèo yếu các bạn, yếu quá yếu. Gió yếu quá, và hồi có và hồi không. Nhiều khi là ro thâm thẳm rồi mà. Còn rớt hết. Quá cao. Rồi các bạn ơi. Con kỳ xa quá hết thấy luôn. Con kỳ xa quá hạ hết luôn. Rồi cỡ đó còn hạ. Có gió các bạn ơi. Thấy rõ nha. Chịu quê không nổi. Hả? Thank you.
quá yếu. Tiếp một con nữa. Chùm dây nè. Diều nó bay vậy nè, rớt dây đó luôn à. Đây là gió quá yếu rồi, không thể nào mà bay được. À, lỏng luôn à, lỏng dây luôn. Ship 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 cam hay đi hay nhiều. Hết gió, gió quá yếu à. Rồi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Gió quá yếu, mình đi test thử mà bay không nổi các bạn ơi, gió yếu quá rớt không. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, xem nhớ bấm like và chia sẻ kênh ủng hộ mình với nha. Rồi, chào các bạn.